vén màn sai phạm khiến Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị cho thôi chức. Ngay sau khi giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã kế thừa và tiếp nối công cuộc đốt lò, chống tham nhũng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công gây dựng suốt bao năm qua bằng việc cho thôi chức với một bí thư và ba ủy viên. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gây bất ngờ khi nằm trong số những cán bộ sai phạm bị cho thôi chức chức vụ trong Đảng. Vậy ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có những sai phạm gì khiến con đường quan lộ của ông phải dừng lại khi mới chỉ 60 tuổi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn trong video ngày hôm nay. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, trong phiên làm việc buổi chiều ngày 3 tháng 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy các ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã có một số vi phạm. Các nhân sự trên được xác định vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, các đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng ý để các ông Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Ký, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trong số những cái tên vi phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái là cái tên gây bất ngờ nhất khi ông đang là một trong bốn phó thủ tướng giúp việc cho Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 bên cạnh các ông Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long. Trước khi trở thành phó thủ tướng, ông Lê Minh Khái từng là Tổng Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi người làm công tác kiểm tra, thanh tra lại vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Điều này hoàn toàn đi ngược lại những đạo lý được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu cao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thanh tra và vai trò của cán bộ làm công tác thanh tra. Người nhiều lần nhấn mạnh những yêu cầu riêng đối với cán bộ làm công tác thanh tra, đó là phải có đạo đức cách mạng, phải gương mẫu, phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, phải cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn, phải là người liêm khiết, trong sạch và xây dựng người cán bộ thanh tra vững vàng. Xây dựng người cán bộ thanh tra liêm khiết, trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của mọi cá nhân và của cơ quan, tổ chức. Thực tế, công tác thanh tra luôn tiềm ẩn nguy cơ có hành vi nhận hối lộ, đút lót để làm giảm khuyết điểm của đối tượng thanh tra. Do đó, cán bộ thanh tra phải có lòng tự trọng, giữ mình sao cho trong sạch để có những quyết định giải quyết vụ việc đúng đắn, hợp lý, hợp tình. Điều đó cũng có nghĩa người làm công tác thanh tra phải biết vượt qua chính mình, từ đó mới có thể vượt qua mọi sự cám dỗ cũng như mọi sự đe dọa từ nhiều phía khác nhau. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh việc rèn luyện bản lĩnh của người làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt, phải làm cho mình trong sạch, liêm khiết thì mới làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác, phải là những bao công trong thời đại mới. Vậy mà giờ đây, một cán bộ từng là Tổng Thanh tra Chính phủ như ông Lê Minh Khái lại không vượt qua được cám dỗ và cạm bẫy để rồi vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê ở xã Vĩnh Phúc Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông xuất thân là cán bộ kế toán của Liên hiệp Khoa học Sản xuất Inlixin tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1991. Sau đó, ông làm phó văn phòng Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông còn là kiểm toán viên, kiểm toán trưởng tại Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam, phó tổng kiểm toán nhà nước, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trước khi làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2007, ông Khái đã có 11 năm công tác tại các đơn vị của cơ quan này tại khu vực phía Nam và trải qua các vị trí Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng, rồi Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán trưởng. Tháng 3 năm 2014, ông Khái được điều động làm Phó Bí thư, rồi Chủ tịch Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đến tháng 10 năm 2017, ông được bổ nhiệm Tổng thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, được bầu vào Ban Bí thư khóa 13. Đến tháng 10 năm 2017, ông trở về Trung ương làm Tổng thanh tra Chính phủ. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, ông giữ cương vị Phó Thủ tướng, được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp như kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước. Không những vậy, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp gồm kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ nhà nước, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Ông Khái cũng phụ trách chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, dự trữ ngoại hối, phát hành công trái, trái phiếu chính phủ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Ông phụ trách việc phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, ông Khái còn chỉ đạo về thương mại, xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn cung xăng dầu, dịch vụ logistics, cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công. Ông chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi. Việc cho thôi chức những cán bộ vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã cho thấy công cuộc đốt lò vẫn được Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp nối và duy trì sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện đúng những lời phát biểu sau lễ nhậm chức sáng ngày 3 tháng 8, khi tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng là một trong 6 trọng tâm chính được định hướng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả những chiến lược mà Đại hội 13 đề ra. Đến đây video của kênh Vấn đề ngày nay xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Quý vị có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn nút đăng ký, bật thông báo để liên tục nhận được video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.